Đây cả nhà có nhìn thấy hiện tại người ta lắp cái lớp kính mới lớp 1 á, hoàn toàn gần xong nha cả nhà. Còn cái lớp kính 2 á, hình tam giác á, Cường đến khoảng 114 vĩ rồng. Cái hình tam giác đó cả nhà, ghê không? Rất là nhiều nha cả nhà, đây nó rộ lên đầy ở trên cái bề mặt cái lớp 2 đó. Hiện tại Cường quan sát Cường có thấy hai cái đội thăng cáp á, một đội thì hiện tại đang lắp cái kính tam giác lớp 2 và một đội phía bên tay phải á đang lắp cái kính lớp 1. Something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give